Chào các em Cô là Phương Từ học kỳ 2 này cô sẽ thay thế cho cô Thắm Để dạy cho em môn tinh học của lớp 6 Ở học kỳ 2 này chúng ta sẽ tiếp tục Ở chủ đề D Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số Bài 2 Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin Trước khi vô bài học Cô sẽ hướng dẫn em cách học với cô Khi ở trên trang lớp học Ở trên trang lớp học Em sẽ thấy một bài cô sẽ chia ra thành nhiều la mã nhưng không phải là em sẽ ghi hết tất cả các la mã này vào trong tập ở phần 1 tiến trình học phần này cô sẽ ghi ra một số nội dung mà em sẽ làm trong tiết học ví dụ như ở phần 1 em sẽ xem video trong 20 phút thì trong 20 phút đó em có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào nếu là những câu hỏi liên quan tới bài học thì cô sẽ đợi sau khi 20 phút các bạn xem xong hết rồi cô mới trả lời và sau khi xem xong có những hoạt động như là làm bài tập hoặc gì đó thì cô sẽ ghi tiếp Tùy theo từng bài thì tiến trình học có thể khác nhau. Bài này có thể xem trong 20 phút, bài kia có thể xem trong 30 phút. Tiếp theo là phần nội dung bài học. Ở phần nội dung bài học này cô sẽ đăng video và em sẽ xem video trên đó. Tiếp theo nội dung ghi bài. Ở nội dung ghi bài này là phần em sẽ ghi vào tập. Tức là sau khi ghi tự đề bài xong, em sẽ ghi những nội dung bên trong phần nội dung ghi bài, phần 3 la mã. Cái chữ nội dung ghi bài thì em không cần phải ghi, em chỉ ghi nội dung bên trong đó thôi. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà cô sẽ cho link theo giờ được thông báo ở trên phần tiến trình học. Dặn dò, dặn dò em cũng nhớ coi để thực hiện cho đúng. Về phần bài tập về nhà sẽ có hạn nộp bài và hạn nộp bài đó cô cũng sẽ thông báo ở phía trên trang lớp học. Ngoài ra, nếu các em có gì thắc mắc, em cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài 2, sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin. Mục tiêu của bài học này, sau khi em học xong, em sẽ trình bày được tầm quan trọng và sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân tập thể và nêu được ví dụ. Em sẽ nêu được một vài ví dụ thông dụng để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân của mình. Và em nêu được vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp. Bài học gồm có các phần sau. Phần 1. Thông tin cá nhân và tập thể phần 2 Bảo vệ thông tin cá nhân phần 3 Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp Phần 1 Thông tin cá nhân và tập thể Bé em hiểu thế nào là thông tin cá nhân và thông tin tập thể? Và đây là câu trả lời Thông tin cá nhân của một người là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính của người đó chẳng hạn như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại Căn cứ công dân, và thẻ ngân hàng và một số thông tin khác. Những thông tin cá nhân này tưởng chừng rất đơn giản và không mấy quan trọng, nhưng kẻ xấu có thể đánh cắp các thông tin cá nhân để lừa đảo và trục lợi. Chẳng hạn như mạo danh nạn nhân vay tiền ngân hàng hoặc úp tiền từ tài khoản của nạn nhân. Các em vẫn chưa đủ tuổi để có tài khoản ngân hàng, nhưng mà phụ huynh của các em có thể đã có. Vậy các em cũng nên hạn chế không nên tiết lộ thông tin của phụ huynh của mình cho người lạ kẻ xấu còn có thể mạo danh nạn nhân để thực hiện những hành vi phi pháp như gửi thư đe dọa tống tiền hoặc phát tán virus. Trường hợp này em có thể bị, có thể là kẻ xấu bằng một cách nào đó, có thể có được tài khoản mạng xã hội của em như là Zalo hoặc là Facebook, Messenger. Kẻ xấu có thể sử dụng tài khoản của em để gửi đến những người trong danh sách bạn bè của em những link chứa virus. Thậm chí có thể quay ngược lại, tống tiền em để em phải chi trả một số tiền để lấy lại được cái tài khoản đó của mình hai trường hợp trên mục đích là muốn đánh cắp thông tin của em để trục lợi cho cá nhân của mình ngoài ra còn có các dạng trường hợp nhẹ hơn chẳng hạn như gửi thông tin quảng cáo và làm phiền tới nạn nhân bằng một cách nào đó những công ty này có số điện thoại của em và bắt đầu gửi những quảng cáo đến cho em cho dù em không có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm đó thì họ cũng gửi liên tục những cái quảng cáo đó trường hợp tiếp theo là đe dọa lừa gạt nạn nhân để trục lợi và cũng như bên trên những kẻ này bằng cách nào đó có được số điện thoại của em họ không cần tài khoản ngân hàng của em cũng không cần tài khoản facebook chỉ cần số điện thoại thôi họ có thể lừa gạt em bằng cách tư vấn bán một cái sản phẩm nào đó khi em chuyển tiền về cho họ rồi nhưng mà sản phẩm thì em sẽ không nhận được vậy em sẽ làm gì để cho những kẻ xấu này không có được những thông tin cá nhân của mình đó là em không nên tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ. Điều này không hoàn toàn giúp em 100% bảo mật được thông tin cá nhân của mình một cách hoàn toàn, nhưng mà sẽ hạn chế được rất nhiều những kẻ xấu có được thông tin cá nhân của em. Và em không được tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân của người khác hay của tập thể nếu không có sự cho phép của họ. Vì sự riêng tư và sự bảo mật thông tin cá nhân này được pháp luật bảo vệ. Nếu một ai đó tùy tiện sử dụng thông tin của người khác mà không có sự cho phép của họ thì có thể những người đó sẽ phải đối diện với pháp luật. Nếu người bị tiết lộ thông tin kia muốn kiện. Vậy tóm lại em không nên tiết lộ thông tin của mình cho người lạ và em không được phép sử dụng thông tin cá nhân của người khác và của tập thể nếu mà không được sự cho phép của họ. Học xong phần trên rồi em hãy trả lời câu hỏi sau đây. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai, giải thích lý do. Câu 1 tên trường, tên lớp đang theo học, họ tên phụ huynh, tên cơ quan nơi bố mẹ đang công tác là những thông tin cá nhân. Do vậy không nên dễ dàng tiết lộ cho người lạ. Câu 2, danh sách lớp học gồm họ tên, ngày sinh, giới tính là một thông tin tập thể. Nếu tùy tiện công bố rộng rãi thì có thể gây hậu quả xấu. Câu 3, chỉ người lớn mới cần bảo vệ thông tin cá nhân, học sinh chưa đi làm nên không có thông tin cá nhân gì cần bảo mật. Sau đây là gợi ý trả lời Ở câu 1 Đúng Có những thông tin mà em cho rằng rất là nhỏ nhặt Không đáng chú ý Nhưng mà kẻ xấu có thể lợi dụng những thông tin này để lừa đảo Câu 2 Câu 2 cũng đúng Danh sách lớp học vừa là thông tin tập thể Vừa chứa đựng thông tin cá nhân của nhiều học sinh Hai loại thông tin này cũng không thể tùy tiện công bố rộng rãi Câu 3 Sai vì không chỉ người lớn mà cả học sinh cũng cần bảo mật thông tin cá nhân. Vì nếu lấy được thông tin cá nhân của em thì kẻ xấu có thể thực hiện các hành vi như đe dọa và tống tiền. Chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của thông tin cá nhân như thế nào rồi. Nếu mà bị tiết lộ thì có sẽ có những cái hậu quả gì xảy ra. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta cần phải cho người khác biết thông tin cá nhân của mình thì chúng ta phải làm gì để bảo vệ những thông tin đó? Hai nhỏ, bảo vệ thông tin cá nhân để em có biện pháp nào để bảo vệ thông tin cá nhân của em hay không và sau đây là một số biện pháp cơ bản để bảo vệ thông tin cá nhân trong máy tính thường sẽ có tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng do đó cần phải cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ máy tính khỏi bị đánh cắp thông tin cái thứ hai không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho người khác em quen bạn bè trên mạng xã hội em không hiểu rõ về họ thì không nên tiết lộ quá nhiều thông tin của mình cho họ biết. Và cũng như ở phần 1, nếu gặp người lạ, cần phải cẩn trọng khi tiết lộ thông tin của mình cho người khác. Tiếp theo, không nhập mật khẩu trong điều kiện có thể bị người xung quanh nhìn trộm hoặc máy không ở chế độ ẩn mật khẩu. Và cuối cùng, sử dụng mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó có cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Tránh đưa thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ và mật khẩu Vì những phần đó sẽ dễ bị đoán ra Và khi em tạo mật khẩu Ngoài những quy tắc trên, em cũng cần nhớ thêm hai quy tắc Đó là mật khẩu bản thân dễ đoán nhưng người khác phải khó đoán Cái thứ hai, em không sử dụng lại những mật khẩu đã dùng trước đó và không có bất kỳ một biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân nào có thể an toàn tuyệt đối 100%. Những biện pháp này chỉ giúp làm giảm nguy cơ chứ không thể nào tuyệt đối tránh được. Sau đây là câu hỏi ứng dụng. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai, giải thích lý do. Câu 1: Nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi nhập mật khẩu. Câu 2: Đăng nhập như hình 2 là an toàn. Câu 3: Khi làm việc trên máy tính với người khác, nếu màn hình hiển thị thông báo như hình 3 thì nên lựa chọn không bao giờ. Sau đây là gợi ý trả lời. Câu 1, đúng, chế độ gõ tiếng Việt có thể khiến cho mật khẩu nhập vào bị sai lệch. Câu 2, sai, đăng nhập ở hình 2 là không an toàn vì khi này nhập mật khẩu vào người xung quanh có thể nhìn lén. Em nên bấm biểu tượng để ẩn mật khẩu đi trước khi nhập mật khẩu. Câu 3, khi làm việc trên máy tính của người khác, nếu màn hình hiển thị thông báo như hình 3 thì nên lựa chọn không bao giờ, câu này đúng. Nếu nháy vào nút lưu sẽ khiến cho trình duyệt web lưu lại mật khẩu vừa nhập vào trong máy người khác. Và người đó có thể tận dụng lại phần lưu này để đăng nhập lại tài khoản đó. Phần 3. Chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp. Trong quá trình tiếp nhận thông tin, em cần chọn lọc để tránh những thông tin sai sự thật, những nguồn tin giả mạo hoặc có nội dung xấu và nội dung vi phạm pháp luật. Thì những trường hợp này em thường hay gặp nhất là khi em gửi mail hoặc là em đăng ý kiến cá nhân của mình lên mạng xã hội hoặc là các viễn đàn lúc này em sẽ cần tránh những thông tin sai sự thật khi em muốn chia sẻ một thông tin nào đó thì em cần phải xem xét coi thông tin đó có phải là thông tin giả mạo hay không có nội dung xấu hay là nội dung vi phạm pháp luật hay không nếu không có thì em có thể chia sẻ còn trong trường hợp em không phân biệt được đâu là tin giả hoặc đâu là tin thật thì em không nên chia sẻ và để đảm bảo em biết được đâu là tin thật đâu là tin giả thì em nên chọn những nguồn đáng tin cậy để giúp em hiểu rõ hơn làm sao để chia sẻ thông tin một cách an toàn và hợp pháp chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai bài tập sau bài 1 mỗi hoạt động chia sẻ thông tin sau đây có an toàn và hợp pháp hay không hãy giải thích lý do một Nam và Minh là bạn thân vì Minh cần gấp Nam cho Minh mượn dùng tài khoản xã hội của mình bằng cách gửi mật khẩu đăng nhập cho Minh qua email 2. Nam và Minh là bạn thân, Nam có em nhỏ bị lạc. Với mong muốn giúp tìm được em của Nam, Minh tự ý đăng lên mạng xã hội tin nhắn tìm trẻ lạc, trong đó có ảnh em của Nam, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email của Nam. Bài 2. Nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân? 1. Cảnh giác khi đột nhiên xuất hiện một cửa sổ từ một trang web lạ với yêu cầu điền thông tin cá nhân. 2. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau sẽ dễ dàng đăng nhập. 3. Thay đổi mật khẩu hàng ngày. 4. Hạn chế đăng nhập ở các máy tính công cộng hay sử dụng wifi công cộng. Sau đây là gợi ý làm bài. Ở bài 1. Câu 1. Nam và Minh là bạn thân. Vì Minh cần gấp, Nam cho Minh mượn dùng tài khoản xã hội của mình bằng cách gửi mật khẩu đăng nhập cho mình qua email và nếu tài khoản email của mình bị kẻ xấu nắm được thì email của Nam sẽ bị đọc trộm và vì vậy mật khẩu đăng nhập mạng xã hội của Nam cũng sẽ lọt vào tay kẻ xấu nên đây là hoạt động không an toàn em không nên chia sẻ mật khẩu với người khác câu 2 Nam và Minh là bạn thân, Nam có em nhỏ bị lạc. Với mong muốn giúp được em của Nam, Minh tự ý đăng lên mạng xã hội tin nhắn tìm trẻ lạc. Trong đó có hình ảnh em của Nam, địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email của Nam. Việc Minh đăng lên là không hợp pháp nếu chưa được sự đồng ý của Nam. Dù mục đích của Minh là tốt, nhưng việc công khai thông tin cá nhân của người khác mà chưa được sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, việc công khai thông tin cá nhân có thể gây hậu quả xấu, chẳng hạn như kẻ lừa gạt gọi điện tống tiền. Bài 2 nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân. 1. Cảnh giác khi đột nhiên xuất hiện một cửa sổ từ một trang web lạ với yêu cầu điện thông tin cá nhân. Khi một cửa sổ đột nhiên hiện ra từ một trang web lạ và yêu cầu điện thông tin cá nhân thì đó chính là một hình thức lừa đảo. 2. Không nên lưu lại mật khẩu trên trình duyệt web với mục đích lần sau dễ dàng đăng nhập. Đôi khi trình duyệt web đề nghị người dùng lưu lại mật khẩu để lần sau dễ dàng đăng nhập nhưng mật khẩu lưu trong máy có thể bị virus đập trộm nếu máy bị virus xâm nhập. Vì vậy, chỉ nên lưu mật khẩu khi hoàn toàn tin tưởng vào mức độ bảo mật của máy tính. Và khi đăng nhập trên máy tính không phải của mình thì không nên làm điều này. 3. Thay đổi mật khẩu hàng ngày Không nên dùng biện pháp này. Mật khẩu cần thay đổi định kỳ để tránh nguy cơ bị kẻ xấu khám phá. Tuy nhiên, ngày nào cũng thay đổi mật khẩu có thể khiến người dùng khó nhớ, nhầm lẫn và mất thời gian. 4. Hạn chế đăng nhập ở các máy tính công cộng hay sử dụng wifi công cộng Máy tính và mạng wifi ở nơi công cộng thường tiềm ẩn virus hoặc những tin tặc nghe lén thông tin qua mạng Vậy bây giờ em đã có thể chọn được những biện pháp nào được dùng để bảo vệ thông tin cá nhân hay chưa? Đó chính là biện pháp 1, 2 và 4 Bài tập tiếp theo Em hãy kể ra hai trang báo điện tử bằng tiếng Việt cung cấp những thông tin đáng tin cậy tìm hai trang báo điện tử không phải khó nhưng mà làm sao để biết trang đó đáng tin cậy hay không vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn em tìm đầu tiên em sẽ vào google và gõ báo điện tử rồi tìm kiếm sau đó google sẽ trả về rất nhiều kết quả ở đây cô sẽ chọn báo vn express báo thường được mọi người biết đến sau khi vào được vn express đây là trang chủ của vn express em sẽ kéo xuống cuối trang và hình này cô đã kéo xuống cuối trang lúc này em sẽ để ý đến phần cuối cùng phía bên dưới sẽ có ghi số giấy phép tức là trang web này đã được cấp phép để đăng nên những thông tin em chia sẻ trên đây là những thông tin an toàn và hợp pháp Vậy em nhớ, khi em tìm kiếm một thông tin trên một trang web nào đó, em muốn biết trang web đó có an toàn và hợp pháp hay không, hãy kéo xuống phía bên dưới để xem trang này có được cấp phép hay không. Vậy là em đã học xong hết 3 phần của bài số 2. Và sau đây em sẽ làm bài tập sau. Câu 1 Tên môn thể thao Tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích Thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không? Câu 2. Trong bản thông báo danh sách các em thiếu niên tham gia diễn văn nghệ ở địa phương có họ tên phụ huynh. Địa chỉ nhà theo em điều này có làm lộ thông tin cá nhân hay không? Câu 3. Em có tán thành cách làm sau hay không? Tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài. Sau đây là gợi ý. Ở câu 1, đều là những thông tin cá nhân và những thông tin đó hỗ trợ cho việc tìm kiếm, phân biệt định danh một cá nhân. Câu 2. Họ tên phụ huynh và địa chỉ nhà là những thông tin cá nhân. Câu 3. Mật khẩu tuy mạnh nhưng nếu dùng đăng nhập cho nhiều tài khoản khác nhau sẽ khiến cho mật khẩu dễ bị khám phá hơn. Nếu mật khẩu bị lộ thì tất cả những tài khoản dùng mật khẩu đó đều sẽ bị chiếm đoạt. Sau đây là bài ghi của em. Phần này cô cũng sẽ đăng trên trang web lớp học. Dặn dò, học bài và ghi bài, làm bài tập về nhà. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc em học tốt.